Chiều ngày 6 tháng 7, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, giao thông quý 2 năm 2021 trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải. Đối với hội các doanh nghiệp xây dựng, hiện có 23 doanh nghiệp thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá thép xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp giá cả đầu vào của doanh nghiệp trong khối. Nhiều doanh nghiệp phải dừng một phần hoạt động, một số doanh nghiệp phá sản và chuyển đổi sản xuất kinh doanh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ chủ động nắm bắt và được hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 500 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng. Thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp trong khối đã thảo luận, kiến nghị về những khó khăn trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn lực lao động, quản lý nhân lực, những chính sách đầu tư hiện còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế triển khai dự án. Các doanh nghiệp cũng đề nghị nhà nước hỗ trợ điều chỉnh về biến động giá, xem xét giá nhân công theo vùng để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp, xem xét tiêm phòng vaccine COVID-19 cho đội ngũ công nhân người lao động của các doanh nghiệp. Việc đóng bảo hiểm cho lao động mùa vụ, thanh toán nợ đọng cho doanh nghiệp, minh bạch trong đấu thầu, tinh giảm các thủ tục hành chính và bình ổn giá vật liệu xây dựng. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành liên quan và lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã giải đáp về những kiến nghị của các doanh nghiệp, đồng thời định hướng hiệp hội và các hội viên cần bám sát chủ trương định hướng của Trung ương, nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Có giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp.